Tử vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, trong tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Đồng Tài. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hành thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, theo quan niệm của tử vi học, số mệnh của con người vào mỗi thời điểm được sao tốt soi chiếu, tự nhiên may mắn sẽ xuất hiện. Mỗi một vì sao tốt lại mang tới những vận mệnh khác nhau cho mỗi người. Và đây cũng là yếu tố thúc đẩy hoặc cắt đứt vận may. Ngày hôm nay, hãy cùng kênh Phong Thủy Lộc Tài tìm hiểu xem trong tháng 12 năm 2020 âm lịch, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 liệu có được cắt tinh chiếu đến hay không? Và cắt hung nạp vận chi tiết của tuổi Đinh Mùi sẽ như thế nào? Hãy cùng lắng nghe những phân tích chi tiết của các chuyên gia phong thủy, cũng như nghe lời khuyên xem các gia chủ nên làm gì để thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi nội dung chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2020. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm 2020 âm lịch, tức là từ ngày 13 tháng 1 năm 2021 cho tới ngày 11 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Tháng Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục. Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với những người tuổi Đinh Mùi, trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần tránh một số ngày sau đây. Đầu tiên là ngày âm lịch ngày 5 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 17 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 17 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 29 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu. Thứ ba là ngày 29 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 10 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc may mắn, thành công, kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm theo bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Mùi trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch ngày 10 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 22 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 22 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 3 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc có liên quan tới xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề trong gia đình bạn nếu như được tiến hành vào những ngày này đều sẽ hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cũng cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ và tên, cộng ngày tháng năm sinh và số điện thoại. Hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp từ số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thứ hai là tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong tháng 12 âm lịch. Bước vào tháng 12 âm lịch, tình hình sự nghiệp của bản mệnh không có nhiều khởi sắc. Kỷ âm thổ gặp mùi âm thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ người thân, anh em của mình.
Trong tháng này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Đinh Mùi sẽ cần chú ý tới ngày âm lịch ngày 29 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 10 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn và thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Canh Tý nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm sẽ giúp gia chủ kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ ba là về sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi. Với tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết các bạn đã thảnh thơi hoặc làm ít dần hoặc sắp nghỉ hưu. Nếu bạn vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng bạn đang đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu. Lúc này, bạn nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là làm việc không tốt cho bạn. Bạn chỉ cần lập một kế hoạch hợp lý và đừng quá bận rộn hay để cơ thể mệt mỏi. Những gia chủ tuổi Đinh Mùi nên mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Hợi Mão Mùi để kích con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông rộng mở. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ tư là về tài lộc của tuổi Đinh Mùi. Xét vận trình tài lộc tháng 12 năm 2020 âm lịch, họa phá tài đang ập tới. Tuổi Đinh Mùi xui xẻo hết lần này tới lần khác, khiến tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không để dành được là bao, hãy tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau lại hết. Tiền của bản mệnh có thể bị trộm mất, rơi mất, bị lừa hoặc thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Chẳng những vậy, còn luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ tuổi Đinh Mùi phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay bạn. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ năm là tình cảm và gia đạo của tuổi Đinh Mùi. Bước sang tháng 12 âm lịch năm Canh Tý, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho tuổi Đinh Mùi. Những người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe lẫn nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về những điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ, nó cũng sẽ không tồn tại lâu hoặc sẽ dẫn tới chiến tranh lạnh. Dù sao, bạn và người ấy đã sống với nhau trọn đời, hãy bao dung cho nhau, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà phải chia lìa. Hơn nữa, trong tháng 12 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, bạn hãy giữ bình tĩnh và tìm ra lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Như vậy, để hóa giải những khó khăn nhất định trong con đường tình duyên, bạn mệnh cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Hợi Mão Mùi. Vật phẩm có tác dụng hộ thân, trừ quỷ nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ sáu là sức khỏe của tuổi Đinh Mùi. Tử vi tháng 12 âm lịch cho rằng trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với những người tuổi Đinh Mùi. Hơn nữa ở độ tuổi này, sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm tới sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian rảnh rỗi. Ngoài ra, bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng.
bạn cũng cần chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Trong thời điểm này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Đinh Mùi nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận hợi Mão Mùi để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Trên đây, kênh Phong Thủy Lộc Tài đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi tuổi Đinh Mùi trong tháng 12 âm lịch năm 2020. Nhìn chung mọi phương diện đều khá tốt, nhưng gia chủ tuổi Mùi cần chú ý, ở độ tuổi này, bạn cần phải ưu tiên hàng đầu là sức khỏe chứ không phải công việc. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí của đất trời, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc tinh túy linh thiêng, chứa đựng nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu đã được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào bên trong. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề tranh cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ và tên cộng ngày tháng năm sinh và số điện thoại. Hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp từ số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.